you want to know? Rồi, chậu đất đã đầy rồi. Bây giờ Moon đem cái chậu này ra đằng trước đi. Mình hái 10 giờ mình cắm vô. Rồi, thanh niên ơi, nặng hỏi không? Rồi. Nặng không? Nặng không? Nặng thật. Nặng thật hả? Chết rồi, nặng quá rồi. À, con cầm hai cây đó cho nhẹ hơn. Ừ, đó, đúng rồi. Ờ, hay quá. Trước kia kìa. Rồi, ở kia đó, bông cúc á. Rồi, để dưới đó, để ngoài đi. Rồi. Rồi, bây giờ Moon sẽ thực hành trồng hoa 10 giờ nha. Đây, đất đã xong rồi, đây là hoa 10 giờ nè. Đó. Cái 10 giờ này người bán thường nói là 10 giờ Mỹ nè. Gọi ở trên Internet thì nói là 10 giờ Úc. Rất là dễ thương, giờ này vẫn còn nở nè. Rồi Moon sẽ ngắt hoa. Moon sẽ ngắt hoa, Moon cắm nè. Đây mẹ. À, dụng cụ cũng được mẹ dạy cho Moon nè ha. Cái cây 10 giờ không có, không có, không có 10 giờ nữa, không có gốc như là những cái thằng như là mắc nai hồi nãy. 10 giờ là mình sẽ dâm bằng ngọn ha. Nè, ngắt ngắt, mình ngắt ngọn thế này nè. Đó. Xong rồi á mình sẽ dâm vào đây. Thế là xong, không cần cái mát cái kia đâu. Đó. Một, cái cây này nó không có cần cái rễ giống như cây mắc nai hồi nãy Moon làm ha. À, Moon để đi. Rồi Moon lấy cái ngọn khác đi. Rồi bên đây đi. Rồi. Moon ngắt những cái ngọn, không cần cái len đâu con. Đó, Moon ngắt. Moon ngắt cái ngọn rồi dài dài giống như của mẹ vậy đó. À, đừng có ngắn quá. Rồi dài dài này chỉ cho, dài cái này nè. Moon ngắt tay ra, Moon tay ra. Đây, Moon thực hành thế nè. Này nhìn này. Cái độ dài như vậy nhớ ha. Rồi, Moon im đi. Dạ. Trong mình trồng luôn. Rồi, Moon được tặng cây artiso đỏ nè. Ngồi nữa Moon Moon trồng qua chỗ khác chứ cái này trồng 10 giờ đây. Rồi Moon ghim đi, Moon ghim 10 giờ đi. Cái này nó giữ lên cao, 10 giờ nó thấp dưới. Thôi nguyên chậu này 10 giờ cho đẹp. Moon có thể lấy ngón tay Moon thọt. Có cái cây thì càng tốt, mình sẽ làm cái rồi, thêm nữa đi. Thêm vài đọt hoa 10 giờ nữa. Thêm vài đọt hoa 10 giờ nữa Moon. Hiện tại mình đang làm là đang cung cấp vũ khí cho rồi thêm nhắc thêm vài đọt hoa 10 giờ nữa chứ ít quá. Hai cái nguyên cái chậu này là Moon làm cho mẹ khoảng chừng 6 7 8 đọt 10 giờ luôn á, đúng không? Mới có hai đọt à. Phân bố ra ngắt đi. Ngắt cái đọt hoa 10 giờ nào đó đi. Nào cũng được nữa, nó cũng được nữa. Ngắt cái độ dài cho nó phù hợp. Cắm giờ đúng rồi, cắm giờ. Rồi cứ thế làm nhé. Rồi cái này nó đang có bông nè, nó đang có bông nè. Chừng sáng mai không, chừng sáng mai nở đó, sáng mai là có thể là đẹp rồi đó. Ừ rồi thêm nữa con. Rồi, ngắt thêm vài đọt nữa đi. À, sắp có chậu hoa 10 giờ nha. Nhiều đọt lắm đó. Không tới đây. Quá ngắn rồi. Không sao. Cái này sống bằng đọt. Rồi cứ thế làm nhé. Đây, chậu hoa 10 giờ Moon mới vừa làm xong nha. Moon tự trộn đất, Moon tự cho đất vô chậu. Rồi tự hái đọt 10 giờ Úc bỏ vô đó, Moon tự làm hết đó, giờ Moon tưới nha. Đó, Moon giỏi chưa? Hoa 10 giờ này là đang có nụ nè. Không chừng sáng mai là có bông luôn đó. Rồi Moon tưới hết đi, Moon đừng đụng nữa, Moon tưới đi. Không có sợ ngã, tưới bằng cái đầu nhọn mày dặn sao, tưới đầu nhọn á. Quen gì. 10 giờ này tưới đậm nước lên, không có sợ úng ha. Đây là lần đầu tiên Moon trồng hoa bằng cách là dâm đọt. Nãy là trồng cái em tô liên á, thì phải lấy nguyên cái cây có rễ. Nhưng mình tới hoa 10 giờ là dâm đọt. Rồi, sắp có một chậu hoa 10 giờ Úc tuyệt đẹp rồi. Mọi người chờ xem clip YouTube nhé. Và
Và đây chậu hoa 10 giờ cô bé mua hồi chiều hôm qua đây. Sáng nay đã có một bông hoa xinh đẹp. Một bông hoa trắng mút luôn. Rồi chậu hoa này nè, một thời gian sau là sẽ rất là đẹp đây. Đây, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhé.